rất là quen nhưng mà cũng sẽ lạ đi một tí, vừa quen vừa lạ, bởi vì là nhà sản xuất Quốc Trung thường hay nói với Linh là bây giờ em đã không còn trong cuộc thi nữa, em đã bước ra khỏi cuộc thi rồi, em phải làm cái gì khác đi, với em không thể nào sướt mướt và cứ hát lại những cái bài ở trong idol nữa, mà nếu có hát lại thì cũng phải hát theo một kiểu mới. Thực ra thì Linh cũng không phải đứa thông minh để tiếp thu nhanh như vậy, nhưng mà Linh đang cố gắng. Bây giờ Linh sẽ đem cái một gì đó mới để mọi người cùng nghe. Quý vị có thể vỗ tay lớn